nghiệp của nhà Ngạn sa sút đi trông thấy. Ngạn cờ bạc, rượu chè đêm ngày. Mặc dù tiền không có nhưng hắn đã đi vay nặng lãi tiền của JC. Rồi cho đến một hôm. Ngạn, đứng lại anh bảo tí. Chú đứng lại, tìm chú khó quá đấy. Thế chú xem chuyện tiền nong của anh thế nào thế? Vay mãi mà chả thấy chú có động tĩnh gì cả. Em đang định hỏi anh mà mấy hôm nay bận quá. Mày cứ giỏi lý do bận bịu đeo gì mày. Chơi bời suốt ngày bận gì. Thôi đưa tiền đây mẹ mấy này anh kẹt quá. Đéo có mì tôm mà ăn, trà đá cũng đéo có mà uống. Em cũng kẹt lắm chứ có khác gì anh đâu. Chú lại văn với anh, chú cứ làm thế cũng được. Thế con chị chú làm ở bên nước ngoài, mẹ bảo nó gửi về cho mấy chục đô giả nợ là xong. Lằng nhằng. Em phải nói mãi chị ấy mới gửi thêm về có một ít thôi. Hôm kia có người cầm lại cho em, trả được bao nhiêu. Thôi mày cứ nói lắm. Thế rốt cuộc là bây giờ có trả anh không? Bây giờ thì nói thật với anh là em chẳng còn đồng bạc nào cả. Vãi lồn thằng em. Mẹ thấy hôm nay tao đến đây công cốc à? Thôi được rồi nhá. Gia hạn cho mày, mẹ mấy hôm nữa phải có tiền trả tao. Nhớ chưa? Hôm nay anh tha chú ấy.